Nguyễn Thị Oanh, vận động viên đến từ Bắc Giang, đã có những thành tích đáng chú ý trong sự nghiệp thi đấu của mình. Cô đã giành một HCV 1500m tại Đại hội Thể thao trong nhà châu Á 2023 và một huy chương đồng 3000m vượt chướng ngại vật tại ASEAN 2018. Tuy nhiên, Oanh chưa có thành tích tại giải điền kinh vô địch châu Á, AAC. Với sự kỳ vọng rất lớn, Oanh sẽ tranh tấm huy chương đầu tiên tại AAC khi giải lần thứ 25 khởi tranh tại Bangkok, Thái Lan. Cô sẽ thi đấu nội dung 1500m lúc 17h40 hôm nay, ngày 12 tháng 7, và nội dung còn lại sẽ diễn ra lúc 17h ngày 14 tháng 7. Điền kinh Việt Nam từng có vận động viên Trương Thanh Hằng giành huy chương 1500m 3 kỳ AAC liên tiếp, với huy chương đồng vào các năm 2007 và 2009 và HC bạc vào năm 2011. Thành tích tốt nhất của Oanh trong nội dung 1500m là 4 phút 13 giây 88, đạt được tại giải vô địch quốc gia 2020, và gần đây nhất là 4 phút 16 giây 85 tại SEA Games 32. Trong nội dung chạy 3000m vượt chướng ngại vật, thành tích tốt nhất của cô là 9 phút 43 giây 83, đạt được tại ASEAN 2018, và gần đây nhất là 10 phút 34 giây 37 tại SEA Games 32. Nguyễn Thị Oanh, vận động viên đến từ Việt Nam, đang hướng tới mục tiêu giành huy chương 1500m tại giải điền kinh châu Á. Cô sẽ đối đầu với các đối thủ mạnh đến từ Ấn Độ, Nhật Bản và Trung Quốc. Palakshin Chicha của Ấn Độ và Nozomi Tanaka của Nhật Bản đều là những ứng cử viên sáng giá cho tấm huy chương và đã có thành tích ấn tượng trong quá khứ. Tuy nhiên, Oanh quyết tâm cạnh tranh và đạt thành công. Giải điền kinh châu Á, AAC, 2023 diễn ra từ ngày 12 tháng 7 đến 16 tháng 7 tại sân vận động Supachalasai, Thái Lan, với sự tham dự của hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây cũng là một giải đấu quan trọng để tính chuẩn cho Olympic Paris 2024. Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã gửi đến 20 vận động viên tham dự. Nguyễn Thị Oanh cũng đã giành huy chương vàng ở nội dung 1500m tại SEA Games 32.